Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Khung hình tổ ấm hạnh phúc của Đặng Thu Thảo, hai con nhỏ tuổi đã là bạn sao của ba mẹ. Kết hôn với doanh nhân trung tính năm 2017, Đặng Thu Thảo có hôn nhân 6 năm hạnh phúc với một gái một trai. Nàng hậu lui về làm hậu phương cho chồng và toàn tâm chăm lo cho hai thiên thần nhí. Nhóc tiền nhà người đẹp thừa hưởng nhan sắc từ ba mẹ nên trông khá đáng yêu và thông minh. Trên trang cá nhân mới đây, Đặng Thu Thảo vừa cập nhật khung hình gia đình đi chơi vui vẻ cuối tuần. Vốn được biết đến là mỹ nhân kính tiếng, cô hiếm hoi chia sẻ khoảnh khắc bên chồng con. Tuy nhiên, tổ ấm nhà cô vẫn thành công gây chú ý với diện mạo rạng rỡ và chỉnh chu. Xem qua, fan không khỏi suýt xoa khen ngợi nhan sắc nhà nàng hậu. Cả nhà cực phẩm, bố mẹ đẹp, hai con xinh, gia đình hạnh phúc, ngưỡng mộ tổ ấm của Thảo. Đặc biệt rất nhiều lời khen ngợi dành cho hai con đáng yêu của mỹ nhân này. Hậu kết hôn Đặng Thu Thảo sống khá kín tiếng, cô hạn chế tham gia các hoạt động showbiz để dành thời gian chăm lo cho chồng con. Hình ảnh liên quan đến gia đình nhỏ cũng được người đẹp chia sẻ khá nhỏ giọt vì muốn giữ sự riêng tư nhất định. Song cũng chính điều này đã tạo nên sức hút đặc biệt với người hâm mộ bởi tâm lý chung cái gì càng hiếm thì càng quý. Khung hình gia đình vui vẻ của Đặng Thu Thảo ngày cuối tuần, hai con chiếm spotlight khi giống ba mẹ. Vợ chồng Đặng Thu Thảo trung tính lên đồ sang trọng và kín đáo, đặc biệt là mỹ nhân sinh năm 1991. Dù lấy chồng giàu có, bà mẹ hai con vẫn ưa chuộng phong cách nhẹ nhàng, đơn giản. Chính vì vậy, hình ảnh của Hoa hậu Việt Nam 2012 luôn chiếm nhiều thiện cảm trong mắt fan sắc đẹp. Dù sinh ra trong gia đình giàu có, hai con của nàng hậu đã được tự lập và phụ giúp bậc sinh thành từ tấm bé. Nhờ cách dạy con khôn khéo và hết lòng ủng hộ chồng, tổ ấm Đặng Thu Thảo vẫn bình yên và vui vẻ suốt nhiều năm qua. Hoa hậu Đặng Thu Thảo viên mãn trong căn biệt thự bạc tỷ. Theo đó, ông xã của Hoa hậu Việt Nam 2012 là Nguyễn Trung Tính, tổng giám đốc của một tập đoàn đặt trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Nam doanh nhân 8X này sở hữu nhiều tòa nhà, trung tâm spa và khách sạn trên khắp cả nước. Sau khi kết hôn, anh cùng bà xã Hoa hậu Đặng Thu Thảo sống trong căn biệt thự ở một vị trí đắc địa thuộc khu phố đắt đỏ của quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Căn biệt thự thuộc hàng đắt đỏ nhất tại tuyến phố trung tâm này. Căn biệt thự sang trọng ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, nơi gia đình cô sinh sống được thiết kế theo phong cách trẻ trung, hiện đại. Hệ thống cửa kính cường lực bao khung thay vì phong cách cửa truyền thống tạo một không gian thoáng đãng. Nhìn từ phía ngoài, căn biệt thự khá bề thế và hoành tráng với thiết kế chú trọng sinh thái, nhiều khoảng không cho cây cối và hoa lá. Biệt thự được xây dựng kính cổng cao tường với hệ thống cửa cao khoảng 5m, sát cạnh gia đình là Tổng lãnh sự quán Kuwait và Cuba tại Việt Nam. Nội thất phía trong căn biệt thự cũng rất xa hoa. Một góc cầu thang phía trong căn biệt thự, có thể thấy tổng thể căn biệt thự được thiết kế theo phong cách trẻ trung, hiện đại nhưng không kém phần sang trọng. Hoa văn in trên bậc thang khá lạ mắt, phần cầu thang cũng được thiết kế bằng kính rất ấn tượng và độc đáo. Một góc thay đồ của Hoa hậu Đặng Thu Thảo, cô chụp rất nhiều bức ảnh tại phòng đặc biệt này. Phòng tắm cũng được thiết kế trang nhã nhưng tiện nghi và hiện đại. Căn biệt thự nhìn ra khoảng không gian đẹp mắt, thư thái hiếm có tại Sài Gòn. Một góc nhỏ phòng bếp của vợ chồng Hoa hậu Đặng Thu Thảo. Bàn ăn được trang trí rất ấm cúng vào dịp Giáng sinh. Ngôi nhà lúc nào cũng có hoa tươi sinh động và đẹp mắt. Một bó hoa doanh nhân trung tính tặng vợ được bày trong căn biệt thự. Hoa hậu Đặng Thu Thảo rất thích trang trí nhà cửa theo phong cách nhẹ nhàng và sang trọng. Phòng khách có lẽ là nơi Thu Thảo yêu thích nhất. Cô thường trồng nhiều hoa và trưng bày nhiều cây trái để thỏa sức ngắm mỗi khi rảnh. Từ ban công, nhà Đặng Thu Thảo có thể phóng tầm mắt để chiêm ngưỡng một phần thành phố. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.